Xin chào các bạn, chắc hẳn các bạn đang xem video này đều đang trông ngóng từng ngày, từng tập của bộ phim Bạn Gái Lầu Xứ Của Tôi Xin Ký Nhận, đúng không ạ? Đúng vậy, nếu bạn là fan của thể loại thanh xuân vườn trường thì chắc hẳn không thể bỏ qua được bộ phim này. Nội dung của phim xoay quanh câu chuyện anh chàng giám đốc công ty an ninh văn hóa Diệp Phi Mặc từng có một mối tình sâu đậm với nữ diễn viên Han Hôi, nhưng vì sự nghiệp diễn xuất, cô đã hy sinh đi tình yêu của bản thân mình ra nước ngoài lập nghiệp. Ôm mối tình dở dang đau thương, Diệp Phi Mặc đã đóng cửa trái tim của mình lại, trở nên lạnh lùng và mất hết cảm giác yêu thương. Từ đó cho đến khi anh vô tình gặp được Ôn Tiểu Mãn, một cô gái sở hữu gương mặt khá giống với người yêu cũ của anh, Hàn Hôi. Đồng thời, Ôn Tiểu Mãn cũng chính là người được mẹ anh cai cắm vào để giúp anh có thể quên đi được mối tình cũ và chuyên tâm vào công việc. Về phía bản thân Tiểu Mãn, cô chấp nhận làm con rối trong tay của bà chủ tịch, mẹ của Phi Mặc. Để khi cô hoàn thành xong bản hợp đồng bán gái giả, cô sẽ nhận được một khoản thù lao khá lớn, thứ mà cô đang cần để có thể chi trả chi phí duy trì đoàn tình tại quê nhà. Lượng cần sự đầu năm cũng bén, anh hùng và khoa của phản thân nhân. Huống hồ, Tiểu Mãn là một cô gái vừa có chí khí, đáng yêu, lại có khả năng nấu món cháo hải sản, thứ khơi lại cho Phi Mặc một cảm giác quen thuộc vốn đã mất từ lâu. Liệu Phi Mặc sẽ yêu Tiểu Mãn vì cô ấy có gương mặt giống bạn gái cũ của anh, hay vì tính cách đáng yêu, phẩm chất riêng của cô? Và Tiểu Mãn có thể bắt đầu một mối tình mới với Phi Mặc, chấp nhận ở bên anh sau những đau thương và mất mát mà mối tình trước để lại cho mình. Và trước khi cô biết được sự hy sinh của bạn trai cũ, tưởng phóng cô sẽ chọn quay về bên anh hay ở lại bên Phi Mặc. Nghe đến đây, chắc chắn các bạn đang hào hứng với bộ phim đúng không ạ? Đây chính là phần quan trọng nhất nhé. Lịch chiếu phim, tên phim Bạn Gái Lầu Dưới Của Tôi Xin Ký Nhận, công chiếu ở Mango TV từ ngày 5 tháng 4. Ngày 5 tháng 4, tập 1 đến tập 8. Ngày 6, từ tập 8 đến tập 10. Chủ nhật và thứ hai hàng tuần, mỗi ngày, mỗi tuần 4 tập. Số tập là 36 tập. Các diễn viên: Vương Quan Dật trong vai Diệp Phi Mặc, Từ Hảo trong vai Ôn Tiểu Mãn, Vương Trạch Thiên trong vai Tưởng Phóng, Từ Băng trong vai Hàn Hôi, La Chính trong vai Mặc Tiểu Bạch. Các bạn đã nắm được lịch phim rồi đúng không ạ? Chúc các bạn có những cuộc xem phim thật thú vị nhé. Xin chào.